Thu Hà xin kính chào quý vị và bà con. Như bà con đã biết, trong chăn nuôi, thức ăn là một yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng của vật nuôi. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, các loại cám viên được bán sẵn có giá thành khá đắt đỏ, chứa nhiều chất bảo quản, tăng trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của vật nuôi. Bởi vậy, nhiều bà con đã tự làm cám viên chăn nuôi để tiết kiệm chi phí. Để lựa chọn máy ép cám viên chất lượng cao, giá thành rẻ là điều không hề dễ dàng. Hôm nay, Thu Hà sẽ hướng dẫn bà con những điều cần lưu ý khi lựa chọn máy ép cám viên. Trước hết, bà con cần xác định dòng điện gia đình mình đang sử dụng là điện một pha 220V hay là điện ba pha 380V. Nếu dùng điện gia đình một pha, bà con hãy tham khảo máy ép cám viên trục đứng S150 là loại máy ép cám viên phổ biến nhất hiện nay, phù hợp với các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ. Máy ép cám viên S150 lắp động cơ 100% lõi đồng 3 kg đến 3.5 kW cho năng suất 100-150 kg trên giờ. Máy ép được ngô nguyên hạt, cám gạo, rau bèo, cua, cá ốc, giúp bà con tận dụng được những nguyên liệu có sẵn, tiết kiệm tối đa chi phí chăn nuôi. Cố của máy được đúc bằng gang, khuôn đúc chính xác, khả năng chịu mài mòn cao nên có độ bền cực tốt. Máy sử dụng hồ cầu số ô tô cải tiến, giảm tải cho motor, giúp máy hoạt động khỏe hơn, ổn định hơn và đảm bảo tuổi thọ của động cơ. Đối với những gia đình, trang trại có điện 3 pha và chăn nuôi với quy mô lớn hơn, nên tham khảo các dòng máy sau. Đầu tiên là máy ép cám viên S200 cho năng suất ưu việt, dễ dàng sử dụng hơn máy ép 150. Khi nguyên liệu được đưa vào toan nạp, quả lô sẽ xoay tròn quanh trục với nhiệm vụ nghiền ép và đẩy các nguyên liệu qua mặt sàng để tạo thành viên cám và cho ra cửa xả. Trong quá trình ép, máy sẽ sinh nhiệt từ 50 đến 70 độ, vì vậy viên cám ép ra sẽ thấy nóng tay. Bà con có thể cho vật nuôi ăn luôn hoặc hong qua để bảo quản, tích trữ cho vật nuôi ăn dần. Bà con có thể dễ dàng điều chỉnh độ dài ngắn của viên cám bằng dao cắt cám nằm ngay dưới mặt sàng. Tiếp đến là máy ép cám viên S220 được nghiên cứu và cải tiến từ dòng máy ép 150 của công ty Bình Minh với nguyên lý hoạt động mặt sàng quay xung quanh trục. Máy được thiết kế với kiểu dáng đứng, gọn gàng và sử dụng động cơ 5.5 kW lõi đồng cho năng suất từ 200 đến 400 kg trên giờ tùy vào nguyên liệu. Ngoài việc nghiền ép các nguyên liệu như rau bèo, cám bã, ngô hạt, máy còn có thể ép các nguyên liệu khác có độ ẩm như bã bia, phân vi sinh, cơm phối trộn cùng với bột cám hoặc thóc lúa. Đối với những trang trại lớn hơn, nên tham khảo máy ép cám viên S250 là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp bà con giảm bớt chi phí nhân công, tiết kiệm thời gian, tăng năng suất trong việc tự sản xuất thức ăn cho gia súc gia cầm. Máy sử dụng động cơ 7,5 kg lõi đồng của Điện Cơ Hà Nội, sử dụng nguồn điện 380V mạnh mẽ. Với các tính năng nghiền, trộn và ép ra viên cám trong cùng một quá trình, cho tốc độ ra cám nhanh chóng, đạt năng suất từ 300 đến 400 kg trên giờ. Máy có toa nạp nguyên liệu ngang, to rộng, giúp người dùng có thể trộn đều nguyên liệu ngay trên máy rồi đẩy vào buồng làm việc. Máy được trang bị chắn bảo vệ dây cu loa, đảm bảo an toàn cho người sử dụng khi vận hành máy. Tiếp đến, với những trang trại hay cơ sở kinh doanh cám lớn, bà con nên tham khảo máy ép cám viên S270 được thiết kế buồng làm việc tròn sâu rộng rãi, có đường kính lên tới 49 cm, có thể chứa đựng nguyên liệu rất lớn. Bên trong là mặt sàng và quả lô, có nhiệm vụ trộn, nghiền rồi ép nguyên liệu xuống mặt sàng thành cám viên. Đặc biệt, S270 được lắp động cơ lõi đồng 11 kW 3 pha với bu li 4 đai, có sức kéo mạnh mẽ, cho năng suất lên tới 400 đến 500 kg trên giờ. Ngoài ra, máy còn được trang bị chắn bảo vệ dây cu loa an toàn cho người sử dụng và máy có 4 bánh xe giúp bà con dễ dàng di chuyển đến bất kỳ đâu trong trang trại, thuận tiện cho công việc hàng ngày. Với máy ép cám viên S270, bà con có thể chủ động thay đổi nguồn nguyên liệu đầu vào tùy theo giai đoạn phát triển của vật nuôi, tận dụng được những nguồn nguyên liệu có sẵn tại địa phương, giảm chi phí đầu vào, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Máy ép cám viên S270 không chỉ ép được các nguyên liệu cám bã, ngũ cốc, ngô hạt, cá ốc, mà còn có thể ép các nguyên liệu như phân dê, phân chuồn quế, làm phân bón cho cây trồng. Điều cuối cùng bà con cần lưu ý là đi kèm với máy chỉ có một mặt sàng được lắp trong máy, nếu cần thêm thì phải mua thêm. Tuy nhiên, một mặt sàng dày 2 cm và được tiện CNC từng mắt sàng có thể sử dụng cả hai mặt nên rất bền. Khi cần, bà con chỉ việc gọi lại cho công ty, tất cả linh phụ kiện của máy công ty lúc nào cũng có sẵn. Có nhiều loại sàng với kích cỡ khác nhau, phù hợp với các loại vật nuôi khác nhau. Gà, ngan, vịt, thỏ, bồ câu thường dùng với sàng 3 ly, sàng 4 ly dùng cho lợn, gà, dê, còn 5 ly thì thường dùng cho trâu, bò, lươn. Những sàng 6, 7, 8 ly thường dùng để ép phân làm phân bón cho cây trồng. Để sở hữu một chiếc máy ép cám viên tốt nhất với giá thành rẻ nhất thì bà con nên đặt mua tại những thương hiệu uy tín lâu năm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh tự hào là đơn vị trực tiếp chế tạo và sản xuất, phân phối các dòng máy nông nghiệp cho bà con trên cả nước. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không nhấc điện thoại lên, gọi ngay đến số hotline của công ty để được tư vấn miễn phí. Các sản phẩm của công ty đều được bảo hành 6 tháng và hỗ trợ kỹ thuật trọn đời máy.
Vừa rồi, Thu Hà đã chia sẻ với bà con cách lựa chọn máy ép cắm viên tốt nhất. Hy vọng bà con có thể lựa chọn dòng máy phù hợp với nhu cầu của mình. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bà con hãy để lại bình luận phía bên dưới và hãy like và đăng ký kênh của công ty để theo dõi thêm nhiều sản phẩm của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh luôn mong muốn đem đến những sản phẩm tốt nhất với giá thành rẻ nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!